Ngày 24 tháng 7, đại diện phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 1 triệt phá tụ điểm hoạt động mại dâm quy mô lớn do người nước ngoài cầm đầu. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Kim Ji Hyun, 48 tuổi, Cha Jin Yang, 46 tuổi, Lee Hyun Jun, 25 tuổi, đều quốc tịch Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Loan, 34 tuổi, ngụ quận 6, Lê Tấn Thanh, 48 tuổi về hành vi môi giới mại dâm và Bùi Thị Phương Dung, 34 tuổi, Bùi Duy Hà, 39 tuổi, biệt danh Tí, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, phòng PC02 phát hiện nhà hàng Gallery trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Nhà hàng hoạt động cuối tháng 6 năm 2022 đến nay do Kim Ji-hoon và Cha Jin-chan làm chủ, trực tiếp điều hành và hoạt động tại cơ sở. Thông qua việc môi giới của quản lý thì tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá bán dâm từ 2,3 đến 3,8 triệu đồng một lượt. Tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng, doanh thu hàng tháng trên 4 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm. Ngoài ra, Kim Ji-hyun, Cha Jin-jang khai nhận để nhà hàng hoạt động được thuận lợi, hạn chế việc kiểm tra, cho nên đưa số tiền 120 triệu đồng để Dung và Hà đứng ra đi ngoại giao với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm không bị kiểm tra.